Thì anh chị giới thiệu đi ạ, anh giới thiệu trước. Tôi tên là Võ Văn Viết, tôi làm bên nhân viên vệ sĩ, quê ở Buôn Ma Thuột. Quê Buôn Ma Thuột, mình xuống đây lâu chưa? Tôi cũng được hơn tháng. Trước đây là chạy xe, chúng tuổi nó cũng hơi lớn chút, thì giờ mình cũng không muốn là đi trên đường nữa, cho nên muốn về kiếm công việc nó nhàn nhã một chút. Dạ, xin lỗi, năm nay anh bao nhiêu tuổi ạ? Năm nay 51. 51. Rồi, tới phiên chị, xin mời. Em xin chào chị Cát Tường, bạn trai bên kia trái tim và quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Thừa, 41 tuổi, đến từ Phú Yên. Công việc của em là kinh doanh tự do. Bên chi số, chị đại lý chi số. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em thì có tính tự lập cao. Em có năng khiếu kinh doanh giỏi. Còn điểm yếu của em thì... Không có điểm yếu gì hết. Em hay quên, ở rắn rít chị. Không rắn rít thì ai cũng sợ, cái đó đâu phải gọi là điểm yếu. Thế còn tình trường? Em trải qua hai mối tình. Mối tình thứ nhất thì lúc đó là em do tập trung cho sự nghiệp đó chị, chưa có ý muốn lập gia đình nên là dẫn đến là chia tay. Còn mối tình thứ hai thì cái người bạn trai ấy muốn ổn định công việc ở quê nhà, còn em thì muốn sống và làm việc thành phố nên là dạ quan điểm bất đồng. Quen được bao lâu? Quen được 8 tháng chị. Còn cái mối tình đầu quen được bao lâu? 10 năm. 10 năm? Dạ. Ủa sao 10 năm mà chia tay em? Đó, em tập trung vào sự nghiệp đó chị nên chưa có nghĩ đến lập gia đình. Trời đất ơi, mà 10 năm em không có nuối tiếc gì hết trơn hả? Thường đàn ông ta chia tay phụ nữ chứ. Mình mà 10 năm mất 10 năm thanh xuân của mình mà mình chia tay cái rập luôn vậy đó hả? Dạ thì nói chung hồi đó em ở Phú Yên, hồi đó em làm việc ở đây. Nhưng mà thời gian thì em về Phú Yên, người đó ở đây mà. Cho nên nó xa rồi em tập trung về. Rồi bị ngược quá vậy. Rồi tập cái mối tình thứ hai thì em là ở đây rồi người kia là ở quê. Dạ đúng rồi. Lúc này cũng chắc trở chị. Lúc nào cũng chắc trở thiệt là éo le ghê. Tuổi này là người ta con cái nào không, nhỏ hơn Tường có tuổi mà Tường con nay năm là con nay là năm nay 18 tuổi rồi. Rồi thế còn anh, tình trường của anh thì sao? 20 tuổi đã phải lấy vợ rồi. Hồi đó cái thời đó là đi làm công nhân ở trong Buôn Ma Thuột là vất vả lắm cô. Ham vui sớm đã vất vả còn ham vui sớm. 21 tuổi là đã có con rồi. Dạ. Vậy là giờ con lớn hết rồi anh hả? Mấy cháu? Được 3 cháu, hai thằng đầu bây giờ có vợ có con rồi. Tao thì học xong giờ đi làm rồi. Bây giờ chồng anh là chia tay bao lâu rồi? 3 năm rồi, năm 2017. Tính tôi thì nói thật cô là rất là sạch sẽ gọn gàng. Về nhà thấy nhà cửa sạch sẽ gọn gàng là thích lắm. Thì nói chung là gia đình cũng có điều kiện. Trước từ năm 92-93 đó, bà xã thì nó hiên. Nên là tôi ở nhà thì tôi buôn bán. Chứ mình làm hồi thì hai bà tay chẳng làm lên. Đến khi mình làm được cái nhà, xây được cái nhà xong thì nói chung cũng cạn vốn. Mình cũng chưa có dư giả bao nhiêu. Mình bán hàng là không có kịp ăn cơm luôn. Hồi đó bán được lắm. Làm ăn không được rồi. Không được cái sao vợ chồng ly dị sao? Không chưa. Thì xong không được cái là tôi nghỉ hết. Tôi dẹp hết xong rồi về mua xe ô tô chạy. Chạy Sài Gòn, Buôn Ma Thuột. Chạy được thời gian hư lên hư xuống 6 tháng là mấy 4 lần đấy không. Cứ dần dần cái kinh tế của mình cứ thụt dần. Không làm xe tải nó quay sang làm xe ben. Làm xe ben để làm công trình. Làm công trình thì cũng không lấy được tiền. Có một ít tiền xong rồi đi thế chấp cái nhà. Rồi anh vô cái mấu chốt vấn đề, em đang chờ câu chuyện cái mấu chốt vấn đề là sao vợ chồng anh ly dị kìa. Không, đang nói quý vị bởi vì như vậy là bởi vì mấy chục năm rồi mà mới mới ly dị ngay đây thôi. Gần đây làm ăn không được nữa cãi thì vợ chồng nó có cái rạn nứt. Tôi là người đàn ông thì đi ra ngoài thì đi xe, chạy xe thì nhiều khi cũng có nhiều cái nó cũng bị say đắng ở ngoài. Cơ bản là mình có lỗi trước phụ nữ ở nhà mà can đảm một chút, biết níu kéo, biết giữ hạnh phúc gia đình thì cũng không đến nỗi nào. Bởi vì tôi cũng không đến nỗi là quá trớn, quá đáng. Một thời gian là bà xã nhà cũng có một người khác, người của đàn ông thì mình có thể mình đi mình về được. Cái phụ nữ như vậy thì tôi có thể cảm thấy là khó. Là có bao giờ anh tự bản thân anh nhận lỗi với vợ anh trước? Bởi vì bây giờ anh ngồi anh nói với Tường thì anh nói là do lỗi anh trước. Nhưng mà nếu anh đi làm rồi anh về anh thương vợ thương con, anh lo anh yêu thương vợ con đúng mực, thì anh có nghĩ là nếu như vậy thì chị cũng không có cơ hội để ngoại tình không? Nói chung là vợ chồng chưa bao giờ nói nặng với nhau. Chỉ có khi mà ra chia tay là bây giờ sống được với nhau thì chia tay. Nói chung là cuộc sống vợ chồng thì nó cũng có lúc này lúc kia. Không biết là em gái có cái cảm nhận như thế nào về cái chuyện hôn nhân của anh thì... Em thấy nó cũng hơi rắc rối một chút xíu. Rắc rối cái độ mà làm ăn á, ra ngoài làm ăn á.
Dạ, tình cảm mà thấy người nào dễ mến người đó mới dễ chết ở chỗ đó chị. À, đó mấy anh chạy xe tài xế rồi nó cũng hay dọc đường bồ bịch tùm lum lắm đúng không? Đúng rồi chị. Đó, rồi gì nữa, nói luôn cho anh nghe để anh biết chứ, mình phải nói cái cảm nhận của mình cho anh biết. Em nghĩ thì cái chuyện hôn nhân mà đổ vỡ thì người ta rút có nhiều kinh nghiệm, không sao hết. Rồi vậy là tốt rồi. Chị chỉ sợ là em lo lắng, em e ngại hay là em thấy không công bằng với em thôi. Chứ còn nếu em thấy bình thường thì chị cũng thấy là hợp lý. Sau khi anh ly dị đến nay là 3 năm, anh có bao nhiêu người bạn gái nữa? Một người. Tôi thì tính tôi tin người lắm. Cũng làm được một cái nhà vừa vừa rồi, mua đất làm nhà vừa vừa rồi. Nghe cô ta nói ngọt thế cũng coi như sang trên với cô ta luôn. Trời ơi. Rồi bây giờ còn gì nữa đâu, sang cho cô này. Giờ em có nói ngon nói ngọt cũng không còn gì để sang cho em hết trơn nha cưng nha. Còn gì không anh? Còn mỗi xác. Còn mỗi xác à? Chi không? Chị biết giấy chi? Số em nó đen quá vậy. Trời ơi, thương dễ sợ không? Quan trọng là mình cứ sống hết lòng. Cái tính của tôi là không bao giờ tôi lăng nhăng. Đã người nào là một người thôi chứ không lăng nhăng. Ví dụ ở hết này, người này mới tới người khác không, thôi. Không có kiểu đó đâu. Cứ sống với mình là mình cứ thật lòng với một người đó, kể cả như thế nào cũng vậy thôi. Cuối cùng là anh sang tên nhà cho cô bộ đó, xong rồi cô chia tay anh hả hay sao? Vâng. Trời đất ơi, sao mà đoán hậu dữ vậy trời. Thôi được rồi, câu chuyện tìm hiểu đời tư đến đây là chấm dứt. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần khác. Cái mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Là người bạn trai đó sống có trách nhiệm, điềm đạm chút xíu chị. Anh này thấy điềm đạm nó rất có trách nhiệm. Có nhiều của đưa cho bạn gái hết là thấy quá trách nhiệm rồi. Thấy vậy là ok rồi. Ok, bây giờ không còn gì cho em đâu. Còn cái xác thôi, sang cho em chịu không đâu nha. Rồi giờ coi mấy cái hình của em coi. Còn anh, mẫu người bạn gái của anh là người như thế nào? Cao 1m55 trở lên là được rồi. Có cái sống với nhau. Anh tìm đi, người bạn gái ngồi bên kia là có trong đây nè. Anh có hình ảnh gì cho Tường coi không? Ủa sao để móng tay chi dài dữ vậy anh? Quen rồi. Trời ơi, thôi cắt đi, phụ nữ không ai thích móng tay dài đâu. Đó, nhìn đi. Thích anh nào? Anh này quá. Anh nào? Anh này chị, em dự đoán anh này. Mà có thích anh đó không? Nhìn cũng có hậu quá chị. Còn cái xác là có hậu rồi. Tìm ra được cổ chưa? Cho hai anh chị nhìn trực tiếp với nhau rồi so với trong hình coi có đúng như vậy hay không nha. Mở cửa trái tim. Đúng không anh? Đúng cái tấm đó không vậy? Chào anh. Có giống như sự tưởng tượng của em không? Đúng rồi, người này phải không? Đúng rồi, chứ còn gì nữa. Trời ơi, anh ơi, ga lăng xíu đi anh. Trời, anh còn có cái xác không mà anh còn không ga lăng chết em luôn á. Đi ra ngoài để thật cũng giao tiếp hơi bị kém chút. Em ở Phú Yên hả? Đúng rồi anh, em Phú Yên. Em ở huyện nào rồi đó? Em ở huyện Tây Hòa, em cách thành phố 3 cây. Tặng hoa trước đi anh, cho nó ga lăng xíu rồi mình nói chuyện sau. Không có gì, cũng vội vàng quá thì thôi, coi như tặng em bỏ hoa. Dạ, em cảm ơn tấm lòng của anh. Gặp người kế xứng đôi nè. Nhưng mà anh ngồi xuống đi và anh bị phạt nè. Anh đoán sai người. Bây giờ anh hát tặng cho cô ấy một bài hát đi, đó là phạt đó. Hát một khúc thôi nha. Rồi, mời anh. Dì Thanh ơi, Thi Hồng em gửi về ăn cho nhiều tha thiết. Anh chẳng ai ngùng khi dùng bút cô đơn cho lời thơ. Còn đang ngơ ngác nghe tình say rào rạt như trời mơ ước. Mây núi giông phủ bến hẹn xa xưa. Thuyền đang ủ rũ để nhớ, để thương, để chờ, để đợi, để nung nấu tình chung trong những đêm vắng thanh tàn. Trời ơi! Anh nhớ không quên dáng hình em bé nhỏ thiệt thà. Thôi được rồi, bây giờ vậy. Nghe vậy là nghe được cái hơi rồi ha. Đói bụng rồi anh hát không nổi. Mình là hẹn ăn trưa mà. Bây giờ mình vừa ăn trưa mình vừa trò chuyện với nhau. Rồi xin mời hai anh chị ha. Bây giờ mình sẽ thưởng thức. Trời ơi, món ăn nhìn hấp dẫn quá. Đây là cái set First Love, bao gồm á là tàu hủ ki, gói chả cá thác lát, trụng gà rang muối, rồi cơm lá cẩm. Đó, xin mời hai anh chị cùng thưởng thức món ăn rất đặc biệt của nhà hàng. Chút xíu nữa ít phút các Tường sẽ quay lại nha. Trời ơi, người ta gái chưa chồng đó. Anh cố gắng lên. Anh mời em nè. Dạ dạ, em mời anh.
Ở huyện nào ngoài đó? Tây Hòa. Tây Hòa. Ủa sao anh nhanh quên mà vậy? Mới đẹp nấu rồi mà. Cái đường đó anh cũng hồi trước còn chạy xe nhưng cũng hay đi đường đó nhất. Hồi trước chạy xe giờ hồi sau rồi sao? Tuy An xong rồi ra Tây Hòa phải không? Ở Tuy Hòa xong tới Tuy An chứ. Tính Nha Trang đi ra nghe. Nha Trang đi ra là thành phố Tây Hòa xong mới tới Tuy An. Tây Hòa là cái đường rẽ đi lên Sông Hinh rồi. Bắt đầu đến lên Sông Hinh phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Anh. Dạ. Em hay lên trên Buôn Ma Thuột chơi không? Cũng ít lắm anh. Anh thì nói chung đi ra ngoài nhiều nhưng mà cái anh nói rồi, cái giao tiếp của anh nói chuyện anh kém lắm, không được như người ta. Dạ, mình không được, mình cố gắng làm cho được anh. Không được cái bao nhiêu năm rồi, đi buôn bán có rồi, rồi đi ra đường cũng nhiều rồi mà mình không ăn nói, không có khôn khéo, không có nhanh nhẹn được. Nên càng ngày mình rút kinh nghiệm càng nhiều lên chứ. Nhưng mà cái bản tính của mình vậy rồi, bây giờ mà khéo cũng được, mà nhiều người người ta có cái miệng ra ngoài người ta nói khéo là nhiều khi cũng được việc. Tập luyện cho nó dạng lên. Giờ là em ở trong này là tâm sự này thì được nhiều chứ anh? Cũng sơ sơ mới hỏi thăm gia đình. Anh có muốn tiến tới hôn nhân nữa hay không? Hay là anh chỉ muốn là có một người bạn ở bên cạnh mình thôi? Nhìn đi nhìn lại, con cái thì nó không bao giờ nó ở với mình được. Nó lớn lên, nó lấy vợ, lấy chồng thì nó có con nuôi con cái của nó. Mình có mà có bị nhức đầu sộ mụi gì cái mà một thân một mình ở xa, con cái thì ở xa thì nhiều khi mình cũng thấy tủi thân. Rất muốn là được có một người thấu hiểu cái tấm lòng của tôi. Nhưng mà có cưới không? Trời ơi, vấn đề mấu chốt là cưới hay là chỉ ở với nhau thôi? Tùy thuộc vào người nữ. Không có tùy thuộc được, người ta chưa chồng đương nhiên người ta phải muốn có đám cưới rồi. Thì nếu mà cưới thì cứ cưới thôi, có làm thì vô vấn đề là cưới hay không thôi. Anh lòng vòng làm ta hồi hộp, người ta muốn nghe cái câu chốt vấn đề. Đúng rồi, làm hồi hộp á anh ơi. Câu chốt cái vấn đề, tại vì rất nhiều người ta đâu có muốn cưới thì đâu. Bây giờ người ta ngán rồi. Để lâu hơn nữa người ta cũng qua cái tuổi sanh, ta cũng đâu có sanh được nữa đâu. Bây giờ mời em bóc một lá bài đọc lớn lên cái yêu cầu trong này ha. Dạ. Bạn thích điểm nào ở đối phương nhất vì sao? Rồi anh trả lời đi anh, cổ đọc đây cô hỏi anh đó. Thích nhất là cái giọng nói thiện cảm. Không có hoa mỹ, không có gọi là người nói thật tình. Rồi, tới phiên anh. Hãy bày tỏ tình cảm với người đối diện một cách thật lòng. Em cứ sao em cứ vậy thôi. Thấy anh là cũng một con người thật thà, hiền lành. Anh có cái khuyết điểm hay hơi rụt rè. Anh nói rồi, đi ra ngoài thì nói chung do cái đó mà mình là thua thiệt nhiều. Mình chưa hợp gu với nhau thì tự nhiên là nó hơi chậm chút. Nhưng mà khi mà đã hợp gu rồi thì lại cũng nói được, không đến nỗi nào. Mới còn lá, anh chưa có máy, anh chưa chạy. Cho anh thêm lá nữa cho máy anh chạy cơ. Bạn chăm sóc người yêu như thế nào? Nếu mà ít thời gian gặp nhau. Nhắn tin gọi điện, nếu như mà khi đã yêu thương nhau thì một ngày chưa biết bao nhiêu cuộc. Hoặc là rảnh khi nào thì mình nhắn mình gọi cái đó thôi. Chứ cũng không cứ được là thế nào cả. Dễ chịu không? Được không? Được chị thì động viên tinh thần, lời hỏi thăm là giờ không có thời gian gặp mà. Đây nói thật, nếu mà đã không yêu quý như một thôi. Nếu mà đã yêu thương rồi một ngày tiếp theo, ví dụ như một người con gái mà nghe điện thoại hoặc điện thoại hơi bị mệt ấy. Vậy hả? Sao nghe điện thoại mệt anh? Không, là nhiều gọi nhiều. Là anh sẽ gọi nhiều. Nếu mà anh mà yêu thương em mà bạn gái của anh rồi, một ngày anh gọi em 80 cuộc là em sẽ mệt luôn á, em khỏi làm ăn luôn á, hiểu không? Hãy dự đoán đối phương có thích bạn không? Vì sao bạn cảm nhận như thế? Em đoán coi anh có thích em không? Tại sao em lại nghĩ như vậy? Cái này thì sao em biết được, làm anh thôi tự trả lời luôn em đoán được. Cô này em nhìn cái giác quan thứ bảy chủ nhật của em xem thử thế nào. Dạ giác quan em dở lắm anh ơi. Là dở người ta mới ở mình tới giờ đó. Em dở mới biểu anh tự nói luôn, cho nếu em đoán được em nói rồi. Bây giờ chẳng lẽ tự nhiên anh khai được đâu, sao đâu, này em yêu cầu anh mà. Đây là cái quan điểm của em cứ trả lời thật lòng, anh cũng nói thật lòng. Ví dụ như hỏi anh thì anh nói thật lòng. Dạ em không đoán được, em mới nhờ anh nói. Nhờ anh nói cho em hả? Dạ đúng rồi. Chắc không phải rồi. Nếu mà nhờ anh nói giải thích giải bày cho em. Vui là sao có tiền? Đâu thì ủa người ta nhờ anh thì anh có thí dụ bây giờ anh có làm hay không, anh trả lời trực tiếp chứ cuộc nói chuyện với hai người anh xen vô chứ. Nhưng mà anh mà nói thì không phải theo cái ý của em thì sao? Cho em nói đi. Cái ý anh sao thì anh nói vậy thôi. Đây là hỏi em chứ không phải hỏi anh. Thì em nói em không thể đoán được. Sơ sơ xem thử thế nào. Theo cái mắt quan sát của em. Dạ cái tâm dự đoán em dở anh nên em mới nhờ anh giải thích luôn. Tôi thấy hai người này kẻ tám cân người nữa lạ, mai dở hết trơn á. Thôi bây giờ á,
bản thân anh cảm nhận về cô gái như thế nào? Cảm thấy có cảm tình, đồng cảm. Có một chút là coi như là mới gặp nhau được 5-10 phút nhưng mà tôi cảm thấy có một cái gì đó là nó cũng có một cái cảm tình với mình. Rồi, còn em muốn nói gì với anh? Em thì nói chung hôm nay đến chương trình thì mới có cơ hội gặp anh. Thì em qua cảm nhận của em thì em thấy anh thì cũng thật thà, hiền lành. Còn những cái khác nữa thì em cũng mới gặp nên em chưa có hiểu nhiều. Thì cái đó mình phải có thời gian dài để mình tìm hiểu sâu. Anh xin lỗi một cái này nữa này. Là anh rất thích cái đẹp. Người phụ nữ là khi nào anh thích người phụ nữ mặc đẹp. Đấy, mình làm sao mình là chứ đi ra đường kể cả bây giờ ở nhà mình nhịn đói nhưng mà người phụ nữ của mình đi ra đường cứ phải đẹp. Vậy là bạn gái cũ anh đẹp lắm hả? Nói chung thì bây giờ như vậy cho nên phải khuyến khích động viên cái người mà mình mà gặp được thì phải. Anh chuyên môn không bao giờ trả lời đúng cái câu hỏi của người ta mà anh cứ đi lòng vòng em hỏi bạn gái cũ của anh đẹp lắm hả? Anh chỉ yes or no thôi. Đẹp lắm hả thì nói chung thì nó cũng vừa sử dụng thôi. Vừa sử dụng mà cuối cùng người ta sử dụng mất tiêu rồi, thấy không? Lòng vòng chi cho nó mệt nội mà anh lòng vòng quy, là anh mất tiêu bộ nói rồi. Nói chung quy lại thì cũng vì vậy nên mình mới phải là phải đầu tư nhiều như vậy, cũng đơn giản. Rồi thôi được rồi, mời hai người đặt tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ, nếu chúng ta cảm thấy đối phương là có thể thôi chứ mới mấy phút à, mình có sự rung động hoặc mình cảm nhận được à, có cảm xúc, có tình yêu với cái người này được thì lúc đó ta sẽ bấm nút. Nhắm mắt lại đi ạ. Suy nghĩ thật kỹ, cảm nhận lại, nhớ lại câu chuyện từ nãy giờ chúng ta chia sẻ xem đây có phải là một nửa của mình hay không. 1 2 3. Hết thời gian. Sao em gái không bấm? Dạ em là người kinh doanh. Em thích rất là một người dạn dĩ và nói năng nó lưu loát. Em cần một người hỗ trợ. Nhưng mà anh có điểm yếu, anh nói chuyện qua cái cách tiếp xúc xã giao của anh đó. Nó không có được dứt khoát nhanh lẹ. Rồi thôi, chị cũng đồng cảm với em. Tại sao một người phụ nữ nhanh nhẹn như vậy, thông minh dễ thương vậy anh lại không bấm nút? Hơi bị tự ti một chút với bản thân, cho nên là mình cảm thấy sợ là người ta buồn, cho nên là mình cũng thôi thì bây giờ không đâu anh. Thật ra trong cuộc sống á, tình yêu nó khó nói lắm. Anh tự tin lên, có thể ngày hôm nay cái nhân duyên này chưa tới với anh nhưng mà sau này trong cái cuộc đời của anh nó cũng phải còn lại một khoảng thời gian, anh cũng phải tự tin lên chứ anh không như vậy được. Tại vì nếu mà mình cứ tự ti thì cơ hội nó không đến với mình. Anh nói bây giờ anh là tay trắng, anh không còn gì cả, nhưng thật ra anh còn kinh nghiệm sống, anh còn cả một cái quá trình của anh bao nhiêu năm anh tích lũy được rất là nhiều thứ. Cái kinh nghiệm sống không phải tiền bạc có thể mua được. Thôi thì Tường cũng chúc anh chị ha luôn được nhiều sức khỏe và hy vọng là một ngày gần đây nhất thì cái tình yêu đích thực, cái tình yêu mà hai anh chị đang chờ đợi, một nửa của mình thật sự sẽ đến. Chúc anh chị sẽ có nhiều thành công, có nhiều hạnh phúc, có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn hai anh chị đã tham gia chương trình nha. Kính thưa quý vị, vậy là ngày hôm nay bà Mai, bà Mối đã không làm tròn trách nhiệm của mình rồi. Thôi thì hẹn gặp lại quý vị trong chương trình của lần sau. Các Tường sẽ cố gắng hơn nữa nha. Bây giờ thì chúng ta phải tạm biệt thôi. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh Mai TV quý vị nha. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 10 giờ sáng thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Các Tường xin kính chào và hẹn gặp lại. Rồi chào anh ha, ở đây là chỉ có biên tập và ekip của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thôi. Mời anh giới thiệu về bản thân của mình giúp em ha, họ và tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp ạ. Chào chương trình ạ, em tên là Mai Hữu Lộc, em sinh ngày 3 tháng 4 năm 1991, em sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang làm công việc sale bên công ty Vinh ạ, Vinh Shop ạ. Sale bên shop là sao bạn, công việc cụ thể? Ý là mình là salesman á, mình đi sale kênh tạp hóa cho bên công ty Vinh á. Rồi mình làm sale đúng không? Đúng rồi, mình làm sale ạ. Rồi ok. Mình là quê quán mình ở Sài Gòn luôn hay như thế nào vậy? Lộc Em thì quê quán ở Mỏ Cày Bến Tre nhưng mà em sống ở Sài Gòn từ nhỏ. Là gia đình mình ở đây luôn, là quận mấy? Em ở bên Bình Thạnh ạ. Rồi mình nói về điểm mạnh điểm yếu của mình xíu ha Lộc ha.
Dạ, điểm mạnh của em là có giống như là em dễ tiếp xúc với lại dễ hòa nhập á, dễ hòa nhập với lại một hội một nhóm nào đó, và em nắm bắt cái giống như em biết cách nắm bắt cái cách mà quan hệ tốt. Và một phần nữa là em nghiêng về mấy mấy cái ngành bán lẻ đâu này nọ, giống như đó là mấy điểm mạnh của em. Còn điểm yếu của em là nó điểm yếu của em mà nó cũng hơi bị hấp tấp tí xíu. Em nói chung là em Là cố hơi gắng vội cũng làm, vàng đúng không? dạ đúng rồi, hơi vội vàng tí ạ. Rồi mình nói xíu về tài lẻ của mình đi, mình có biết nấu ăn không, mình hát hò này kia thì có được không nè? À, cái đó thì em có đủ rồi. Có đủ hả? Thì Dạ chắc đúng cũng hát cũng ổn đúng không? Vậy rồi. thì giờ mời mời Lộc hát tặng chương trình một xíu đi, một hai câu gì đó cho thử thôi, tự Dạ. tin cỡ nào nè. Tại tại giờ em đang bị đau Rồi vậy thôi thì giờ cứ chuẩn bị ha, thì có gì thì mình lên mình hát ha. Thường mình hát thể loại nhạc gì? em nói chung là hát nhưng giờ nhạc trẻ hay là nhạc bolero gì em hát cũng được. Rồi mình nấu nướng này kia là được hết hả Lộc? Đúng rồi, rồi thì lúc trước em đi làm xa, làm xa bên tỉnh em thì cũng được nấu nướng được. Nói chung là cái vấn đề nội trợ thì em không 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 lo. Đó là tình trường của mình thì sao rồi mà đã trải qua mấy mối tình? Dạ, trước giờ là em ba ba mối tình rồi. Rồi lý do vì sao mình rồi mình nói về ba mối tình đó đi, rồi quen bao lâu, lý do vì sao chia tay? Thì cái lần đầu em quen đầu tiên là giống như là dạng như lúc học trò quen quen là xong thì cũng không không được lâu hết, thì quen quen được một thời gian học là ra đại học đầu đầu là quen quen được. Dạ, thì quen quen hai năm rồi thì hai người cũng giống giống cái vấn đề là giờ xuất khẩu lao động. Cả hai người mà hai người cũng đi đi xuất khẩu lao động hết luôn. Rồi lúc đó là yêu xa hay là tại do mình cảm thấy là người ta đi xuất khẩu lao động mà mình dừng lại? Lý do gì? Kể 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 đi, nói từ thứ hai là bạn quen bao lâu, lý do vì chia tay? Bài thứ nhất thì quen tổng cộng ở dừng 2 năm thì bạn nó đi, nhưng mà trong cái thời gian bạn đi thì mình vẫn ok, vẫn liên lạc được bình thường. Nhưng mà thời gian sau thì thấy là cái cảm cảm xúc mà mình làm với nhau nó càng ngày càng trẻ trẻ thì lại lại cái bạn mà đi thứ nhất cũng cũng biết biết cái này là y như vậy luôn. Nói chung là quen quen lâu lâu đây. Bạn mới đây thì tầm quay cũng dừng hơn 5 năm, bảy Là lúc đầu bạn quen mình không biết là người ta sẽ đi xuất khẩu lao động hả? khi mà bạn đọc nhất là đọc dẫn dẫn là như là lúc lúc dẫn là bạn đang trong đợt dịch, thì đâm ra cái chuyến nó sẽ quỷ lại, nó sẽ dễ lại. Thì lúc mà bạn bạn báo báo cả hai lúc trước trước thì bạn nó làm chung công ty luôn, nó là nhân viên của em luôn, thì nó báo cái đùng cái mới biết được. Rồi Đó là tao tao à, không biết gì rồi là xong rồi, quá tự nhiên mất liên lạc luôn. Rồi à, giờ rồi mình có hỏi lý do vì sao không, hay là mình thấy nó mất liên lạc rồi mình im luôn? đã chặn hết rồi chứ. Nó mất liên lạc rồi chặn luôn. Ok, là mình đọc xong câu lại rồi là Nếu mà tính ngoài ngoài thì giờ hơn hơn năm rồi. trong hơn năm nay có tìm hiểu ai không? Dạ không, nói chung là chỉ tập trung đang làm. Rồi lý do vì sao mình tham gia chương trình? Lý do em tìm tìm một bạn đã chia sẻ được em á, nó sẽ Rồi bảo mẫu người của mình như thế nào nè, mình miêu tả về vẻ bề ngoài, kèm về mình miêu tả về ngoại hình, tính tính cách, công việc, quê quán, tuổi tuổi thì hết hẳn nha. ngoại hình của em không không cao cao mấy, không không cao cao, không không đơn giản, không cao sao hết. Anh có hỏi là anh đọc cao cao mấy mấy? Em 1,75. 7,75 rồi rồi, căng nè. Rồi ok. Rồi hỏi mẫu người là cao mấy trái trở lên? Mà từ 6 trở lên được. Rồi rồi. Rồi rồi.
cao cao thấp mặt ở có những gì cái gì nói chung là mặt ở không quan trọng. Rồi rồi gì nữa về về độ tuổi ngoại hơn ngoại hơn độ tuổi đi gì đó mình yêu cầu cầu thì mình có lá nha. Em không cần nhiều người, nói chung là nhiều người, nói chung là vừa vừa không 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 cần cần như vậy, không cần đồ đẹp quá gì đó, giảm giảm bàn tay thì càng tốt. Rồi độ tuổi thì sao? Độ tuổi thì có thể là em lớn lớn hơn anh mấy tuổi? Năm tuổi đâu lại cũng được. Nhưng chủ yếu là phải là chia sẻ được nghe và một cơ thể lại mẹ mẹ đứng hơn được không hay là độc thân giống bạn chặt chặt sao cũng được à? Mẹ đứng hơn thì vẫn vẫn được đúng không? Mình nói có điểm nào không thích người phụ nữ không, cho ba điểm đi. Chính vậy là lại cách nói chuyện. Cách nói chuyện sao? Tức là chạm vô hoặc là thơm thơm nè. Bút đầu đòi là như thế nào? Mình phải thấy cái bút đầu đi. Giống như bút đầu đòi là một cái vấn đề gì đó thì có thể có lẽ là sẽ có sản phẩm mới mở ra hoặc là một cái giống như là những cái vật chất mới mở ra thì lại phải là mình thích thì có thể là mình tự đầu mua nếu mà hồi đầu lấy thì sao không có thì khi cho đầu đó lại để cho mình có cái áp lực. Rồi mình còn cái yêu cầu của bạn nữa không rồi? Dạ không ạ. Rồi ok thì chương trình bệnh là tôi nhận hết cả thông tin của bạn ở đây ha. Nếu bé có phù hợp thì chương trình sẽ báo lại. Thì nhanh nhanh nhất thì đây là chương trình 31 tháng 8 á. Thì bên này sẽ có lịch hình hình cho bé có người phù hợp thì bên chương trình sẽ báo luôn cho bên cái đầu đó ha. Rồi cảm ơn bạn nhiều tuần cảm ơn ha. Dạ sao? Rồi xin chào anh Nghiêm nha. Hồi nãy có thấy anh nhắn tin kết bạn với tôi. Thì xin giới thiệu mình là biên tập Thanh Trúc. Ở đây thì có ekip của chương trình, có biên tập Thiên Anh, biên tập Uyên. Là người của trong ekip thôi anh nha, chứ không phải cô gái nào mà đang chờ ghép đôi với anh thôi. Cho nên là mình đừng có hiểu lầm ha. Bọn mình là biên tập của chương trình, là người sẽ mai mối cho bạn. Rồi chắc là đầu tiên xin mời Nghiêm giới thiệu họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình nhé. Em tên là Nguyễn Văn Quốc Nghiêm. Em sinh 30 tháng 6 1989. Quê quán thì ở Thốt Nốt, Cần Thơ. Nghề nghiệp em hiện tại là em đang làm cái dịch vụ chăm sóc xe ô tô đó chị. Làm mình mở ra hay là mình chỉ đang dịch vụ thôi? Mình có gara luôn hay là sao em? Dạ đúng rồi. Mình làm được bao lâu rồi? Em làm hôm nay nữa 2 năm rồi chị. 2 năm. Dạ. Rồi ok, mình giới thiệu một chút điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình nha. Điểm mạnh thì em biết nấu ăn nè, biết hát. Nói chung văn nghệ thì biết cũng nhiều. Rồi, hát luôn đi nè. Hát luôn vài câu luôn. Các cái phong trào luôn. Thì em biết nhiều. Nấu ăn thì biết cũng nhiều. Dạ. Hello. Em hát vài câu đi, em hát vài câu thể hiện khả năng ca hát của mình giùm chị. Hát gì vậy ta? Tự nhiên. Hát đại bài nào cũng được hả chị? Đi. Đúng rồi em, hát đi để chị nghe thử rồi chất giọng thôi khỏi cần. Bài gì cũng được. Nếu có lần em gõ cửa ghé thăm. Nói chung em thì bolero thì em hát được. Gác vắng điêu hiu cùng cảnh âm thầm. Bolero với nhạc trẻ. Nói chung pop với palap thì em hát được. Rồi ok em, rồi về đường tình duyên thì được bao nhiêu mối tình rồi, tại sao?
Dạ, em có hai mối tình chị. Một mối tình chia tay gần đây nhất là khoảng năm 2019. Dạ, tại vì hai người kia thì gia đình bắt đi lấy chồng nước ngoài chị. Cho nên Là là cả hai người đều là gia đình bắt đi lấy chồng nước ngoài hả em? dạ đúng rồi chị. Ồ. Một người thì đi đi Hàn Quốc, còn một người thì đi Đài Loan. Ở miền Tây lấy chồng Đài Loan nhiều quá ha. Dạ. Ủa nhưng mà em là dịch vụ chăm sóc dịch vụ xe ô tô ấy, là em tự làm cho em hay là em đi làm cho người ta? Em tự làm cho em á chị. À là nhà có gara luôn hả? Dạ. Thu nhập tháng ổn không em? Nói chung cũng ổn định. Ổn định nhưng mà 4 năm trước thì chắc là chưa ổn ổn lắm cho nên là gia đình bạn gái mới bắt bạn gái đi lấy chồng nước ngoài đúng không? Lại do là 4 năm trước đó chị, là em cứ nói chung sở thích thì em thích đi du lịch ghê vậy đó, em cứ đi chơi suốt à, em cứ đi du lịch ở đây đó đó ghê đó. Có Rồi tiền là đi. dạ thì nhà ba thấy suốt ngày cứ đi ăn chơi không, người ta không chịu. Thế giờ bớt đi chơi chưa? Dạ giờ em ít đi lại chị. Nhưng mà em đi chơi em có rủ bạn gái đi chung không? Hay em đi một mình? Em thường em đi cũng dẫn rủ bạn ra bạn gái đi chung. Thì đi cái chung có cả con gái người ta đi hưởng thụ mà sao người ta vẫn không đồng ý hả? Ta nói là do là làm ít mà đi chơi nhiều. Là do sở thích của em đúng không? Chứ không phải là do sở Dạ thích của bạn gái đúng không? dạ đúng rồi, em thích đi. Nhưng mà mỗi mối tình đấy của em thì kéo dài được bao lâu? Mối tình đầu tiên thì kéo dài được 2 năm, còn cái mối tình sau thì chỉ có 1 năm thôi. Nhưng mà vậy rồi em cũng đồng ý em chia tay để bạn gái đi lấy chồng nước ngoài luôn hả? Dạ, tại vì khi người ta đã muốn đi rồi thì mình có níu giữ cỡ nào cũng vậy. Rồi. Từ 2019 đến nay là không quen ai hết. Dạ chưa vậy cả, em cũng có tìm hiểu một số người nhưng mà chỉ có nói chuyện thôi, rồi nói chung bây giờ không có thời gian để mà nhắn tin hay là nói chuyện nhiều, em không thích nói chuyện nhiều tại vì giờ lo làm không rồi chị. Rồi thu nhập mỗi tháng khoảng bao nhiêu? Giờ thì thu nhập mỗi tháng nói chung bình quân thì mười mấy. Em đang sống cùng với ai vậy em? Dạ em sống cùng gia đình với ba mẹ. Có anh chị em gì không em? Dạ em có một người chị với lại một người em thứ ba thì em con giữa trong nhà. Là hai người kia là gia đình hết chưa? Dạ hai người kia chị hai lập gia đình rồi, còn thằng em thì chưa. À, thằng anh thì chưa đi thì sao thằng em lấy vợ được đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, bây giờ là em muốn tìm mẫu người như thế nào? Nói chung mẫu người em tìm thì dễ nhìn thôi chứ không cần đẹp đâu, tại vì đẹp cũng Em không cao mét mày bao á. nhiêu? Dạ em cao 1m69 Em cao 1m69 thì bạn gái cao mét bao nhiêu thì được nè, 1m50 được không? chị. Nói chung ngoại hình thì em cũng không có quan trọng lắm đâu. Mấy ông cứ nói không quan trọng đâu lên cái người ta không được như ý cái là bắt đầu là không có chọn đó. Nói chung là phải dễ nhìn chút xíu chứ đừng có xấu quá, và cũng không cần đẹp quá, nói chung là biết lễ phép, biết trên Có biết hình mẫu dưới. lý tưởng nào không? Dạ Có hình mẫu lý tưởng nào không? dạ không, em chỉ có tìm người biết biết trên dưới, biết trong ngoài này kia vậy đó, nói chung biết lo tiếp. Về tuổi Nhưng mà tác của em bạn gái thì sao? tuổi tác bạn gái thì đừng có nhỏ quá, Nhỏ hơn em tối đa bao nhiêu tuổi thì được? nhỏ hơn em tối đa khoảng 4 5 tuổi thì được, tại vì nhỏ nữa thấy mai mốt mình già trước bạn đó nhiều. Trời ơi, mình đàn ông mình già trước người ta mà lo gì trời. Thì em kiểu như em muốn cho hai người nó cũng đồng trang lứa xíu, xứng xứng. Lớn hơn em Giờ vài tuổi được không? lớn hơn em thì 1 tuổi hoặc 2 tuổi thì cũng được, chứ đừng có mười mấy 20 luôn. Maximum là lớn hơn 5 tuổi được không? Dạ cũng được. Cũng được mà sao nghe buồn quá vậy? Thì cứ tìm hiểu đã rồi ấy, tính đi
lớn hơn quá, phụ nữ sau này sinh sẽ già hơn nữa. Ừ, lớn hơn tối đa 5 tuổi là được đúng không? Dạ. Ừ. Ví dụ nhé, trường hợp mà bạn gái đã từng đổ vỡ thì gia đình em có chấp nhận không? Không sao chị. Từng đổ vỡ ok luôn hả? Nói chung về ba mẹ thì em, ba mẹ em sống khoái lắm, sống cũng tây lắm. Không quan trọng cái chuyện mà đổ vỡ này kia làm sao. Nhưng mà có con thì được không? Người ta mang theo con thì được không? Một đứa con được không? Con thì cũng được, đâu sao chị? Con con thì cũng là con thôi. Trời, thế này mà sao là vẫn chưa có tìm được người phù hợp ha? Chứ chị thấy cái tiêu chí của em nó cũng đâu quá gọi là quá khó hay là quá kén đâu. Chị biết không, em nói chung ở dưới này em tìm vẫn được. Nhưng mà toàn là nhỏ không à. Còn cái chàng là tuổi mà xem với em thì nói chung đã là yên bề gia thất rồi, mình đâu có kêu người ta phải bỏ này bỏ kia để còn nhỏ quá thì em không thích. Ok, rồi cảm ơn Nghiêm nhiều ha. Hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn sơ lược thôi. Nếu mà có người phù hợp thì biên tập sẽ làm việc với em kỹ hơn nha. Dạ rồi. Ok, cảm ơn em nhiều.